Giờ bắt đầu treo. Giờ bắt đầu treo. Giờ ông đi con vịt, vịt rụt vịt lên này đi đi. Không. Như là tôi nổi rồi đó. Rồi chúng đi cái thuyền đi hết hết bắt ở đây để bắt khác ơi. Đây như những kiểu đi xe mui tan đấy cả nhà này. Đây đây là như xe mui tan đây này, đây là chủ thuyền đây này. Đây là cái mui xe mui tan. Đây đồng cơ thu bá rồi. Đây cái này bị kín bây giờ đây là như cơ thu bá. Chủ tà, chủ ơi tà chủ động không? Thế nào thì ở bên ngồi ngồi đó không được chứ? Okay. Cảm ơn chị gái bắt đầu vào hãng Phan nha, bắt đầu nhẹ như những cái mũi tuần đây nè. Như là đúng nước. Hoặc là đúng nước. Cái này có quá cứ loát cũng kéo mình nhảy đây. Cả thường đấy đây. Cả thường đấy như cười và trực như anh như đi thuyền mà như cái mũi tuần gơ sỏ quá. Thịt. Những cái hãng đồng ấy. Hóa thạch dung nhá. Cao chân thẳng nhá. Cảm ơn cháu nhá. Chúa liên tục cháu ơi. Ta Hồng Gian sẽ đi về đưa anh em ngồi ngoài bàn bè chuyển hư man chuyển ra đi cháu ơi. Đấy cho biết. Đẹp lắm, xây dựng đi lẹm nếu mà vận tay nữa thầy. Đây này, dung nhan hỏa thạch cái này. Được đến chạy thùng khó ơi. Không được đến chạy thùng cơ. Đến như là có đúng đèn đó mọi người này. Ngoan, đủ kẹt thâm thâm thôi. Được đến chạy xuống rồi. Có người đứng ngồi đến đây. Đến nơi có quả nào. Ôi, cái này cũng khác đi. Ngồi cho Yến đi. Đến nơi có là chị anh đứng. Đến nơi có. Chị có tôm màu không thôi. Cái hãng lên con cùng ri cùng vô chỗ vô ri. Hãng đi có là bản phẩm cũng hốn rồi thầy. Chào mọi người nha, chúng tôi hiện nay đang đi trên G số 3 nha, Mũi Sơn nha. Hàng đi chỗ, hàng đi còn dài không ơi. Đi đi ra biển. Chúng iPhone mà mặt sẵn thì ở trong cái quăng trong đồng thì luôn.